Thì Nhung chân thành cảm ơn quý vị vẫn đang theo dõi phần tin 24 giờ qua và chúng tôi xin phép quay trở lại với các bản tin có liên quan đến Việt Nam và giải trí. Thưa quý vị, Trung Quốc lắp đặt hỏa tiễn ở Trường Sa. Vào hôm 2 tháng 5, tình báo Hoa Kỳ cho biết Trung Quốc đã vừa lắp đặt hỏa tiễn hành trình chống hạm và hệ thống hỏa tiễn đất đối không tại 3 nơi ở Biển Đông. Nếu được xác nhận, đây sẽ là lần đầu tiên Trung Cộng phát triển hỏa tiễn tại quần đảo Trường Sa, nơi mà Việt Nam và một số nước tuyên bố có chủ quyền. Trong khi đó, Trung Cộng không hề đề cập đến bất kỳ việc phát triển hỏa tiễn nào, chỉ nói rằng các cơ sở quân sự của mình ở quần đảo Trường Sa đơn thuần là để phòng thủ, và nước này có thể làm bất cứ điều gì trên lãnh thổ của mình. Bộ Ngoại giao Trung Cộng ngang ngược tuyên bố rằng nước này có chủ quyền không thể chối cãi trên quần đảo Trường Sa. Việc phát triển phòng thủ là cần thiết để phục vụ cho nhu cầu an ninh quốc gia và không nhắm vào bất kỳ quốc gia nào. Những ai không có ý hung hăng thì không cần phải lo lắng hay sợ hãi. Theo đánh giá tình báo của Hoa Kỳ, các hỏa tiễn này đã được chuyển đến đá chữ thập, đá Subi và đá vành khăn trong vòng 30 ngày qua. Được biết, hỏa tiễn hành trình chống hạm cho phép Trung Cộng tấn công các tàu trong vòng 295 hải lý. Còn loại hỏa tiễn tầm xa đất đối không có thể nhắm mục tiêu máy bay hoặc máy bay không người lái trong phạm vi 160 hải lý. Thưa quý vị, Slovakia phủ nhận cho Việt Nam mượn chuyên cơ trong vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh. Thủ tướng Slovakia vào ngày 2 tháng 5 đã phủ nhận sự dính líu của chính phủ nước ông trong vụ điệp viên Cộng sản Việt Nam sử dụng một máy bay của chính phủ nước này để lén đưa ông Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc từ Đức về Việt Nam vào năm ngoái. Thủ tướng Slovakia cho biết đại sứ Việt Nam sẽ được triệu tập tới Bộ Ngoại giao của Slovakia để giải thích tình hình. Ông này cho hay, Slovakia đã cho phái đoàn Việt Nam mượn một chuyên cơ của chính phủ vào năm ngoái để bay tới Moscow từ Bratislava sau cuộc gặp giữa Bộ trưởng Nội vụ Robert Kalinat và Bộ trưởng Công an Cộng sản Việt Nam Tô Lâm. Hành trình của phái đoàn đã bất ngờ thay đổi. Ông Kalinat phủ nhận Slovakia đóng bất cứ vai trò nào trong vụ bắt cóc. Ông này cho biết thêm, tên của người bị bắt cóc không có trong danh sách hành khách. Chiếc xe được cho là được dùng trong vụ bắt cóc đã đậu trước khách sạn chính phủ, nơi một cuộc họp của Slovakia và Việt Nam được tổ chức 3 ngày sau vụ bắt cóc. Trong khi đó, thì Việt Nam lại tiếp tục đàn áp người thượng Tây Nguyên theo đạo Thiên Chúa. Thưa quý vị, bản phúc trình được công bố vào ngày 3 tháng 5 do Tổ chức Nhân quyền Montanas và nhóm vận động bãi bỏ tra tấn tại Việt Nam cho biết. Việt Nam tiếp tục bức hại nặng nề những tín đồ Thiên Chúa giáo người sắc tộc thiểu số ở Tây Nguyên. Những người này đã bị đối xử như kẻ thù ngay tại quê nhà của họ. Trong trường hợp những người này muốn thực hành tôn giáo của họ độc lập hoặc chống lại biện pháp cưỡng chế đất đai, thì họ bị kết tội làm gián điệp hoặc lật đổ chính quyền. Theo đó, những người sắc tộc ở Tây Nguyên phải công khai bỏ đạo. Những ai vẫn cương quyết, theo những hội thánh tại gia, thì phải đối mặt với các biện pháp đánh đập, bắt bớ và tù tội. Bên cạnh đó, việc sử dụng Internet của người sắc tộc Tây Nguyên bị Công an Cộng sản Việt Nam theo dõi chặt chẽ. Thống kê cho thấy có ít nhất là 60 người sắc tộc thiểu số Tây Nguyên đang phải thụ án mức tù cao nhất lên đến 17 năm. Trong đó ít nhất là 25 người sắc tộc thiểu số Tây Nguyên đã chết trong tù vì bị tra tấn và ngược đãi. Do bị truy bức, nhiều người sắc tộc thiểu số Tây Nguyên đã phải trốn chạy sang Cambodia và Thái Lan để tìm quy chế tị nạn. Bản tin tiếp theo cho hay về sự thật đằng sau vụ đấu giá 9 lô đất vàng ở Thủ Thiêm. Thưa quý vị, nhà thờ Thủ Thiêm, dòng mến thánh giá Thủ Thiêm và một trường hợp của nhà dòng nằm trong số 9 lô đất vàng sắp được mang ra bán đấu giá lần đầu tiên tại Sài Gòn. Thông tin này được chính quyền Cộng sản Việt Nam đưa ra trong một cuộc họp báo vào ngày 2 tháng 5, sau khi xuất hiện loạt bài đấu tố một nhóm tôn giáo có tên là Hội Thánh Đức Chúa Trời trong thời gian vừa qua. Một linh mục Công giáo nhận định đây có thể là bước chuẩn bị dư luận cho việc giải tỏa các cơ sở tôn giáo sắp đến. Đại diện của dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm cho biết, nhà dòng chưa hề nhận được bất cứ thông báo gì về việc bán đấu giá khu nhà hiện đang là nơi ở của hàng trăm nữ tu. Khu vực nhà thờ và nhà dòng Thủ Thiêm được xem là một di tản văn hóa giữa lòng đô thị phồn thịnh nhất Việt Nam. Các nữ tu của nhà dòng đã có mặt tại vùng đất này từ khi nơi đây vẫn còn là một khu rừng hoang.
Được biết, trong cuộc họp báo vào ngày 2 tháng 5, các giới chức Cộng sản Việt Nam yêu cầu các cơ quan chức năng phải có phương án di dời các cơ sở tôn giáo trong khu vực và thu hồi đất của trường tiểu học Thủ Thiêm để bàn giao cho nhà thầu tư để thi công. Chuyển sang bản tin có liên quan đến giải trí. Thưa quý vị, những ngôi sao âm nhạc chuẩn bị lên đường tham quan các buổi hòa nhạc mùa hè. Live Nation đã khởi động tuần lễ hòa nhạc quốc gia với một số tên tuổi lớn nhất trong nền âm nhạc ở New York vào thứ Hai 30 tháng 4. Các ban nhạc bao gồm Three Doors Down, Foreigners và Paramore đã quảng bá các tour diễn mùa hè sắp tới của họ. Đối với rocker kỳ cựu David Cloverdale của Whitesnake, anh cho biết nhiệt huyết của khán giả là động lực lớn dành cho anh. Anh nói thêm rằng đó là trải nghiệm của sự tương tác tình cảm với đám đông. Live Nation, một công ty về các buổi hòa nhạc, đã tặng vé 20 mỹ kim từ ngày 30 tháng 4 cho đến ngày 8 tháng 5 cho hơn 2.000 chương trình. Bản tin giải trí tiếp theo cho hay, bộ phim Avengers Infinity War chính thức trở thành phim có doanh thu mở màn cao nhất mọi thời đại. Thưa quý vị, siêu bom tấn Avengers Infinity War đã cán mốc là 258,2 triệu Mỹ Kim nội địa để lên ngôi vương trong lịch sử điện ảnh với một màn ra mắt không thể mỹ mãn hơn. Bộ phim của Marvel Studios đã có màn ra mắt không thể ồn ào hơn khi thu về 250 triệu Mỹ Kim chỉ tính riêng thị trường Bắc Mỹ, qua đó chính thức trở thành phim có doanh thu mở màn nội địa cao nhất mọi thời đại. Vượt qua thành tích của Star Wars The Force Awakens 247 triệu Mỹ Kim, xác lập 3 năm trước nếu không tính đến tỷ lệ lạm phát. Nhìn lại danh sách 10 phim có doanh thu nội địa mở màn cao nhất, có đến 9 phim trong đó thuộc nhà Disney, qua đó khẳng định vị thế thống trị của phương thương hiệu này tại phòng vé đương đại. Infinity War cũng đã trở thành một bộ phim nước ngoài có doanh thu mở màn dịp cuối tuần cao nhất trong lịch sử tên là hàng loạt quốc gia và vùng lãnh thổ như là Nam Hàn, Ấn Độ, Philippines, Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Mexico, Brazil, Peru, Chile, Ecuador, Venezuela, Nam Phi, Thổ Nhĩ Kỳ, UAE và Tây Phi. Và ngay sau đây mời quý vị theo dõi phần dự báo thời tiết cho ngày thứ Sáu, ngày 4 tháng 5 cùng với Hoài Sa. Bản tin dự báo thời tiết mở đầu với thành phố Boston. Trời âm u kèm theo mưa dông kéo dài trong ngày, nhiệt độ cao nhất vào khoảng 70 và xuống thấp nhất vào ban đêm là 47 độ. Gió giật mạnh theo hướng Tây Nam từ 20 cho đến 30 dặm một giờ, dự báo sáng suất mưa trong ngày vào khoảng 80%. Tại thành phố New York, trời có nhiều mây rải rác, nhiệt độ trong ngày dao động vào khoảng 60 cho đến 86, gió Tây Nam từ 10 cho đến 20 dặm một giờ, dự báo sáng suất mưa trong ngày chỉ vào khoảng 20%. Khu vực Washington DC trời có nhiều mây, dự báo sẽ có mưa rào vào buổi trưa tối. Nhiệt độ cao nhất trong ngày vào khoảng 91 và xuống thấp nhất vào ban đêm là 64 độ. Gió Tây Nam từ 10 cho đến 20 dặm một giờ, dự báo sáng suất mưa vào ban đêm là 40%. Tại Atlanta, trời nắng kèm theo mây rải rác vài nơi với nhiệt độ cao nhất trong ngày vào khoảng 86, xuống thấp nhất vào ban đêm là 62 độ. Gió Tây Nam từ 5 cho đến 10 dặm một giờ, dự báo sáng suất mưa trong ngày chỉ vào khoảng 10%. Khu vực Orlando trời có nhiều mây rải rác với nhiệt độ trong ngày dao động vào khoảng 66 cho đến 88 độ, gió đông bắc từ 10 cho đến 20 dặm một giờ, dự báo sáng suất mưa trong ngày chỉ vào khoảng 10%. Trong khi đó thì tại khu vực Chicago trời âm u và nhiều mây với nhiệt độ cao nhất trong ngày vào khoảng 70 và xuống thấp nhất vào ban đêm là 54 độ, gió đông nam từ 10 cho đến 20 dặm một giờ, dự báo sáng suất mưa trong ngày chỉ vào khoảng 20%. Tại khu vực Dallas của tiểu bang Texas, trời âm u kèm thêm mưa dông và sấm sét kéo dài cho đến chiều tối. Nhiệt độ cao nhất vào khoảng 88 và xuống thấp nhất vào ban đêm là 71 độ. Gió đông nam từ 10 cho đến 20 dặm một giờ, dự báo sấm sét mưa dông kéo dài vào khoảng 80%. Khu vực Houston, trời âm u có nhiều mây, nhiệt độ dao động trong ngày vào khoảng 68 cho đến 84 độ. Gió đông nam từ 5 cho đến 10 dặm một giờ và dự báo sấm sét mưa trong ngày chỉ vào khoảng 20%. Thành phố Seattle trời có nhiều mây âm u với nhiệt độ cao nhất trong ngày vào khoảng 62 và xuống thấp nhất vào ban đêm là 48 độ. Gió Tây Nam từ 5 cho đến 10 giờ một giờ, dự báo sát xuất mưa trong ngày chỉ vào khoảng 10%. Tại San Jose trời có nhiều mây rải rác kèm theo nắng nhẹ trong ngày với nhiệt độ dao động vào khoảng 54 cho đến 77. Gió hướng Tây Bắc từ 10 cho đến 15 giờ một giờ, dự báo sát xuất mưa trong ngày chỉ vào khoảng 10%. Thành phố Los Angeles trời trong xanh đầy nắng với nhiệt độ cao nhất trong ngày vào khoảng 82 và xuống thấp nhất vào ban đêm là 60 độ. Gió Tây Nam từ 5 cho đến 10 giờ một giờ. Dự báo ngày và đêm sẽ khô ráo và không có mưa.
Bản tin dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc cho phần tin 24 giờ qua cùng với Thi Nhung và Hoài Sa. Chúng tôi chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Xin kính chào.